lâu lâu hai ta gặp nhau như thế này, để anh được cảm nhận tình yêu còn như lúc đầu. Gọi là gì đây, còn yêu hay là chia tay? Chuyện tình mình có lẽ gọi là tình nhân. Không thể bên nhau và đi đến hết cuộc đời. Nhưng ích kỷ thật, chỉ muốn mình mãi là của nhau. Dù rằng ta vẫn nói hạnh phúc nhé với một người mới, nhưng tin thật lạ khi thấy ta bên cạnh ai. Nếu hai ta được ở bên nhau trọn vẹn những suy nghĩ lúc đầu, anh tin rằng chia tay mình không gặp nhau thế này. Anh chỉ muốn hai ta mãi như lúc này, mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay. Anh muốn lâu lâu hai ta gặp nhau như thế này, để anh được cảm nhận tình yêu còn như lúc đầu. Gọi là gì đây, còn yêu hay là chia tay? Chuyện tình mình có lẽ gọi là tình nhân. Không thể bên nhau và đi đến hết cuộc đời, đến hết cuộc đời. Nhưng ích kỷ thật, chỉ muốn mình mãi là của nhau. Dù rằng ta vẫn nói hạnh phúc nhé với một người mới, nhưng tin thật lại khi thấy ta bên cạnh ai. Trọn vẹn những suy nghĩ lúc đầu, anh tin rằng chia tay mình không gặp nhau thế này. Anh chỉ muốn hai ta mãi như lúc này, mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay. Trọn vẹn những suy nghĩ lúc đầu, anh tin rằng chia tay mình không gặp nhau thế này. Anh chỉ muốn hai ta mãi như lúc này, mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay. Anh chỉ muốn hai ta mãi như lúc này, mãi là người tình để không bao giờ nói chia tay. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và xin chúc quý vị có một buổi tối thật sự vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tư thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng